Có những vị đi tu, Đức Phật nói có bốn cái căn bệnh căn bản của người tu. Trong đó có một cái gọi là nếu người tu mà có cái sự ham muốn quá nhiều, tu không được. Ví dụ giờ mình nói mình đăng ký mình đi tu đi, nhưng mà mình đặt mình nói rồi trong thời gian 10 ngày tu này á, có cho tôi đi shopping không? Tôi ở xa tôi tới quá, có cho tôi đi shop không? Nhưng mà nếu mà chở mà đi shop hết mà 800 người này á, thì chắc chắn là trong cái mall đó người ta tưởng mình đi biểu tình. Mà khi mà mình vô shopping rồi thì cái gì nó làm việc? Con mắt nó làm việc, cái tai mình nó làm việc, tai quơ, tai cà, cà thẻ đó, vân vân. Cho nên mình ở trong đạo tràng, mình tu, mình rời khỏi cái phạm vi để làm gì? Để những ngày này mắt, tai, mũi, miệng của mình nó giảm lại. Và nếu nó có tiếp xúc thì nó chỉ tiếp xúc những cái gì rất là lành mạnh, thánh thiện để nuôi dưỡng nó. Nâng bình bát lên, bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Thì cái ăn cơm này không phải nuôi cái xác này cho nó mập, cho nó khỏe, mà nuôi cái thân này để tu làm sao lớn cái chánh trí. Chánh trí tức là chánh tri kiến. Mà người tu mà bây giờ người ta đi chợ người ta cúng dường cho mình, đâu phải nói để cho mình ăn mình khỏe. Ta nói sao? Nuôi cho tu. Không ai nói mẹ ráng nuôi con để mai mốt con lớn con đi chơi cho khỏe. Nuôi con ăn học. Nuôi ăn mà phải nuôi học. Mà nếu con có học á thì cái ăn của con nó mới dưỡng được con. Còn không có học thì ăn bừa, ăn bãi, bệnh. Cho nên cuộc sống của chúng ta những ngày này là những ngày mình tập chuyển những cái thói quen của mình, tập tu những cái thói xấu của mình, tập cho được những cái gì mình chưa làm được. Ví dụ như quý vị cần đi vệ sinh, nhớ phải ra áo tràng, không được mặc áo tràng vô trong nhà vệ sinh. Mình vô trong đó rồi mình có thể làm dơ áo, và cái áo đó nó không còn sạch để cho mình lên làm lễ Phật. Cho nên một, nếu mà mình đúng nữa, mình phải để một cái đôi dép ở trong nhà vệ sinh để đi vô đi ra thay dép. Trong luật các chùa kỹ là ta để đôi dép để khi đi vào vệ sinh mình thay dép, mình không có mang cùng một đôi dép đi vào nhà vệ sinh rồi mình đi lên chánh điện. Hồi đó Pháp Hòa mà năm 97 á, lần đầu tiên tu viện Trúc Lâm, xin lỗi, có thể nói là lần thứ hai tu viện Trúc Lâm tổ chức an cư kiết hạ tại vùng này. Năm đầu tiên là tổ chức năm 90, lúc đó chư tăng có 20 vị thôi. Mà 20 vị đó là không phải toàn bộ tăng ni của Canada, có vài vị bên Mỹ qua. Khóa an cư có 20 người. Lúc đó Pháp Hòa là một chú tiểu đang làm thị giả cho chư tăng trong cái khóa an cư đó. Mà hồi đó mình làm thị giả có một mình thôi, giặt quần giặt áo cho quý thầy, mà rất là kỹ lưỡng. Lấy bất cứ một món của vị nào là đều đánh dấu từng vị. Trong tông Pháp Hòa có một cuốn sổ, thầy đó tên gì, rồi Pháp Hòa tự ghi một cái ký hiệu cho thầy đó, rồi đánh dấu vô mỗi món đồ của thầy đó, để chắc chắn rằng khi mình trả lại là đúng vào cái vị. Khi mà an cư xong đi về hết, mình đi vô mình rờ từng cái giường, mình thấy nhớ với thầy. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người sống cuộc đời tỉnh thức.
Mình quy y tăng không phải là quy y ở cái lễ đó, mà làm sao tâm của mình lúc nào cũng hướng tăng. Cho nên không có xé lẻ ăn riêng, trừ trường hợp mình có Phật sự, mình có công việc được giao phó. Chứ không vì sắp hàng lâu, ăn đồ nguội, hay tới phiên tôi đồ ngon hết rồi, thôi để vô ăn kia cho lẹ. Mấy cái đó nó chỉ là phụ thôi. Nếu mình lấy cái đó làm chánh, để rồi mình lánh mình không đi với tăng, thì có phải là mình lỗ không? Rốt cuộc suốt 10 ngày tu mình lỗ, từ lỗ tới lỗ. Trước hết là lỗ cái vé máy bay, sau đó lỗ thời gian, rồi đó là chưa nói những vị nào phải tranh đấu lắm mới thuyết phục được gia đình cho mình đi, chứ không phải người nào cũng đi dễ đâu à. Tuy quý vị không nói ra mà Pháp Hòa biết. Không phải quý vị chỉ cần nói, ông ơi tôi đi tu nghe, là ông ok đâu à. Có nhiều vị muốn xin đi tu phải rào trước đón sao, phải đợi người thân mình lúc nào họ tâm tư họ làm sao mới dám nói cái ý nguyện của mình ra. Có phải không? Chứ đâu phải dễ. Mà nếu như 10 ngày này mình không thấy được, mình không muốn hội nhập được với tăng, thì mình chưa đủ trong Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Cho nên mình làm sao mình luôn luôn tâm của mình. Xin thưa đại chúng, cho đến giờ phút này Pháp Hòa rất vui và rất hạnh phúc. Nếu hôm nào Pháp Hòa được đi gom quần áo, y áo của quý thầy, Pháp Hòa đi giặt. Giặt xong rồi tự mình được ngồi xếp, hạnh phúc lắm. Đó là vì mình đang được phụng sự cho tăng, không phải một cá nhân mà một đoàn thể. Cho nên mình làm mình không mệt là tại sao? Vì mình biết rằng đó là niềm vui phụng sự. Còn nếu mình không thấy được điều đó thì mình chưa đủ kết cái duyên. Thì cái hạt giống Tam Bảo mình nó less. Ví dụ như đi nghe Pháp không thích đi là Pháp Bảo giảm. Tụng kinh lễ Phật không muốn, Phật Bảo giảm. 2 ngày trước, 1-2 ngày trong khóa tu, 3 ngày trước, tự nhiên cái chân, cái gót chân Pháp Hòa nó đau. Đi mà như kim mà nó thốn lên trên cái chân của mình. Thì từ ở bên chánh điện này mà bước qua bên trái đường thì trong lầu Pháp Hòa suy nghĩ một việc. Pháp Hòa ý thức rất rõ sức khỏe mình năm nay khác với mọi năm. Mặc dù nói là không có già, mình nói không già là tại vì mình đem một cái người già mình so với mình, chứ thật sự mình đã già. 40 tuổi già hơn 39. Thành thử ra người ta thường nói tiếng Mỹ là I am 5 years old. The old là cái gì? Già. Vậy thì tại sao khi mình nói với người ta là tôi 5 tuổi già mà hễ người ta kêu già không chịu? Chờ có một khóa tu vừa rồi, khóa tu mùa đông của các em, thì cái câu thoại đầu của bà là How old are you? Đứa nào nói dạ I'm 9 years old, 5 years old. Thì Pháp Hòa nói vậy thì tại sao tụi con đợi tới 80 tuổi mới kêu già? Cái già nó ở bên cạnh cái trẻ, cái bệnh nó ở bên cạnh cái khỏe mạnh, cái chết nó ở bên cạnh cái sống. Cho nên không phải đợi mình 5-70 tuổi mới kêu già. Từ đây qua đến bên trai đường Pháp Hòa có 3 cái ý thức. Một, ý thức thời gian. Bữa nay một tay rồi, nghĩa là chỉ còn có 10 ngày nữa thôi là khóa tu chấm dứt. Ngày bữa nay 3 tay rồi, ngày mai này 4 tay rồi. Có ngày nào mình khăn gói lên đường với đầy những cái sự nôn nao và loáng thoáng
nội cái lo ăn, lo nói, lo đủ thứ hết thì hết ngày hết giờ. Ý thức thời gian. Mà nói thời gian là nói về vô thường, thay đổi nhanh chóng. Và trong cái vô thường đó có hai loại vô thường. Một là khi nào mình nhắm mắt ngây đơ đó, cái kêu cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Còn trong khi mà nó đang thay đổi vậy nè, nó gọi là biến dịch vô thường. Dịch là thay đổi, di dời nó. Ví dụ như cái hoa này nè, khi nó cụp nó héo thì lúc đó mình nó ô hoa này héo chết rồi. Cái đó là nhất kỳ vô thường. Nhưng mà trong khi hoa này đang ngồi đây, mình có thể để đây 5 ngày nữa thì quý vị sẽ thấy nó héo từ cái cánh đây. Ví dụ như cái đây đó, thấy không? Thì cái trường hợp này gọi là gì? Biến dịch vô thường. Đến khi nào nó héo queo, nó cụp xuống thì chúng ta gọi là nhất kỳ vô thường. Quý bác lớn tuổi, cho nên Pháp Hòa mới nói quý vị, quý bác lớn tuổi, quý vị lớn tuổi ý thức thời gian. Chưa chắc năm tới mình còn đi được, bởi vì sức khỏe cũng như là đời vô thường. Rồi nói là nói lớn tuổi chứ cũng chưa chắc người trẻ mà còn bảo đảm tới ngày mai hay là năm tới. Cái ý thức thứ nhất là ý thức thời gian. Ý thức thứ hai là ý thức về tuổi tác, sức khỏe. Rồi bà hai cái này là mình thấy là mình dính hết rồi đó. Còn cái ý thức thứ ba thôi, những người đang xung quanh mình, nâng đỡ mình, trợ duyên mình đủ cách. Thành thử ra cái chuyện mà mình có đền ơn đáp nghĩa được cho họ không, không biết. Nhưng mà họ đã thi ơn với mình rất nhiều. Ví dụ mình nói, mình nhìn chung quanh khi mình đến đây, mặc dù chưa hoàn tất 100% nhưng mà đại khái là cũng có chỗ cho mình ngồi ăn rồi, cũng có cái giường cho mình nằm ngủ rồi. Mình bước vô là giường trải rồi, mền gối có sẵn rồi, nước nóng, nước sôi, cà phê, cà pháo, cà chua, cà gì nó đủ hết rồi. Mình có ý thức cái đó không? Mình ý thức là mình chỉ cần tới là mọi việc nó đã có sẵn cho mình, và mình đã làm gì để đáp lại những cái mà người ta đã support, ủng hộ, trợ duyên cho mình. Pháp Hòa chỉ thưa như vậy để làm chi? Để giúp cho mình hướng tâm tu tập. Sáng nào ở nhà ngày thường hễ tụng kinh xong, cái việc đầu tiên trong cái ngày hôm đó khi đảnh lễ Tam Bảo là Pháp Hòa đảnh lễ tứ ơn. Việc đầu tiên của một ngày mới là mình phải khơi dậy trong ý thức mình những ân tình, ân nghĩa mà chúng ta đã ghi nhận mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Hồi sáng này Pháp Hòa lên trên phòng phía sau chánh điện, văn phòng, ngồi xuống cái ghế làm việc thì ở đó có sẵn một cái chung trà úp lại, có một bình thủy trà nhỏ nhỏ để đó, và có một tờ giấy nhỏ nói mời sư phụ dùng trà. Thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa rất là cảm xúc. Trong khi mình đang bận việc, hoặc là có khi mình còn đang ngủ, thì một người đệ tử đó đã dậy sớm hơn mình, hay là đã dành một chút thời gian nào nghĩ đến mình, chuẩn bị cho mình một miếng nước trà. Và không phải như vậy không mà, nhiều lắm. Vị này lát cho miếng nước này, miếng nước kia vậy. Là thưa đại chúng là mỗi ngày uống nước không. Mà nếu mà mình không có cảm nhận ra được cái đó thì nước cũng không trôi được. Ở bên Trung Quốc á, ở Nam Kinh á, có một ngôi, có một ngọn núi tên là núi Bảo Hoa. Ở đó có một ngôi chùa. Thì trên núi Bảo Hoa đó, ngày xưa có thiền sư độc thể. Ngài là người đã soạn ra và chấn hưng lại khi mà luật giới suy tàn ở Trung Quốc. Bây giờ
dở cuốn luật ra đó, ở ngoài cái bên trên cái tiêu đề còn để Bảo Hoa Sơn độc thể soạn, thí dụ vậy. Thì ở trong cái ngôi chùa chuyên về luật giới đó, ở trong cái phòng ăn có để một câu đối: ngũ quán nhược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Ở trong cái trai đường, cái chỗ ăn cơm của cái chùa đó để câu đó đó. Nếu như mà mình á ăn cơm với năm cái pháp quán như mỗi ngày mình nghe đó, ngũ quán nhược minh, nghĩa là nếu người nào sáng rõ được năm cái pháp quán này thì cho dù ăn mà nuốt nhầm cây kim thì kim này cũng có thể trôi đi được, nó có thể tan ra và nó trôi được không bị trở ngại. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, dị là dễ. Nhưng mà câu này nói lại, nếu như mà ba tâm mà chưa có thấu đạt. Ba tâm đó là gì? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Nếu mà ba tâm đó mà không có đạt được thì uống nước cũng không tiêu, nước uống vô nó vẫn nghẹn. Thì lúc đó đọc cái câu đó xong thì Pháp Hòa mới hỏi lại một thầy ở trong chùa đó, hỏi tam tâm cái câu này ý muốn nói gì. Thì vị đó mới trả lời: theo tôi nghĩ tam tâm này là tâm tham, tâm sân và tâm si. Cũng được. Nếu mình không liễu ngộ, không có thấu đáo được, hay là không có dẹp được ba tâm này thì uống nước cũng không tiêu được. Cho nên mình ý thức ba cái tâm, ba cái ý thức: ý thức thời gian, ý thức tuổi tác sức khỏe, và ý thức những người xung quanh, những người đã làm cho mình. Để chi? Để mình ráng mình tu, mình một phần nào đền đáp. Hôm qua có một em năm nay nó khoảng chừng 20 tuổi, thì nó cạo cái đầu nhìn đẹp lắm. Nó đi ngang, trai mà, nó đi ngang cái văn phòng của Quắc nó vô, và câu cổ hỏi: sao con, chừng nào tu thiệt? Nó suy nghĩ ngồi cái nó nói: khi nào con chán đời con cho thầy biết. Nó quảng cáo kiểu đó bởi tôi thấy thầy tu nào trẻ cũng nghĩ chắc chán đời. Hồi chiều Pháp Hòa có phủi tóc cho một cô, thì trong khi mà phủi vậy đó thì cái cô Phật tử người bạn đó, đứng bên đó: trời ơi bà có phước lắm nha, bà được đi tu rồi bà được phủi tóc nha, thầy cạo đầu bà đi thầy, thầy cạo cho bà sạch đi thầy, bà gây lộn với chồng bà mới được đi tu. Ê, cô kia thấy bà nó bay không? Chọc ghẹo với nhau vậy đó. Nhưng mà nếu mà gây thiệt thì dễ gì được đi. Nhưng mà ở đây á, tức là Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là khi mà mình biết rằng mình là một người tu, là một người sa di á, là mình buông được cái phiền não. Tại vì cái ý nghĩa xuất gia mà căn bản nhất, mình ra khỏi cái nhà bình thường của mình rồi, rồi mình ra được cái nhà phiền não nữa, hai cái đó cần lắm. Nhưng mà cái ra khỏi cái nhà bình thường của mình là dễ, nhưng mà ra nhà phiền não khó lắm. Ra cái nhà phiền não khó lắm. Không chừng để ba ngày nay là ngày nào cũng có một chút rồi đó, gom lại cũng được ba bữa ăn. Thì mình không ý thức là nó sẽ đến với mình. Cho nên ngày xưa một người mà đi tu, người ta gọi là hảo tâm xuất gia. Hảo là gì? Hảo là tốt. Ở Việt Nam mình nó có mì gói hảo hảo á.
Hảo là tốt. Hảo tâm xuất gia là người đó có cái tâm tốt để đi xuất gia, chứ không phải vì cái tâm khác. Nếu ai mà thất tình mà đi tu á, mà mai mốt mà tìm lại được cái người khác rồi thì thế nào cũng ra. Tại vì thất tình mà tu mà. Thành thử là người thất tình mà là thế nào cũng vô mùng 3 ra mùng 7, mà có sàn có sảy ráng tới mùng 10. Tuy rằng á, ai đi tu mình cũng cho hết á. Người ta tu mà có làm gì đâu cũng cho. Nhưng nếu mình dễ thì người tu đó sẽ dễ sanh tâm lờn. Cho nên cái điều kiện ngày xưa là phải tập sự, phải tập sự làm người xuất gia. Pháp Hòa có nói với mấy anh em trẻ đó, Pháp Hòa đem một cái ví dụ như thế gian. Pháp Hòa nói mấy anh em cứ nghĩ á, đây như cho mình mượn sân để đá banh. Mấy anh em cứ tới đây thực tập. Khi mình thực tập có thể là mình chưa biết được đời sống người tu ra sao, mình muốn đi tu. Nhưng mà rồi mình xin vô đây mình tu á, thì cái chuyện đầu tiên Pháp Hòa khuyên là quý vị ở đây thực tập làm người tu đi. Trước hết là mình phải lấy cái công sức của mình ra. Người ta thường nói là gì? Lấy công bồi cái gì? Bồi cái đức. Bởi vì cái đức nó không thể nào nó sanh nếu mà xung quanh mình không, mình không có tu thì đức không có. Mà giờ muốn có được cái đức đó, thì mình phải đi mình làm việc với những người xung quanh mình. Rồi những người đó họ xuyên xéo mình, họ thế này thế kia, mình tu tập đó, từ cái công quả đó mà nó ra được cái công đức. Công quả là mình làm phước, nhưng mà người ta nói gì mình mà tâm mình đã lướt được những cái đó như thế nào thì cái công đức mình nó sanh. Lấy công lập đức. Cho nên cái ý nghĩa công quả của chùa hay dữ lắm. Mà bất cứ người tu nào khi vào chùa phải làm việc. Không phải là chùa hành hạ mình, nhưng mà thật sự đó là một cái môi trường tu rất tốt, để luyện cái tâm mình. Để làm sao, để bây giờ anh nói là mục đích anh tu làm gì? Nói dạ con đi tu để phụng sự chúng sanh. Rồi bây giờ vô đây có những chúng sanh họ tới đây nè, anh phụng sự họ làm sao đây? Ví dụ như mấy đứa nhỏ đó, nó tới đây nè, là mình phụng sự nó chứ gì nữa. 12 giờ khuya nó chưa ngủ, mình còn đi kiếm nó, thỉnh nó về phòng. Nếu không có nó là mình ngủ thẳng cẳng rồi. Bây giờ có nó thì mình phải đi kiếm nó. Rồi nó ngồi mà nó khuya, nó tham chơi, nó thức khuya, nó ngồi đó, mình phải đi thỉnh nó về phòng. Vậy thì phụng sự chứ gì nữa. Cho nên cái người hảo tâm xuất gia là cái người phải đi tu bằng từ cái tâm tốt. Vậy thì bây giờ đại chúng trong những ngày này, mà đầu tiên mình đăng ký, mình ghi danh, mình đi khóa tu là từ hảo tâm hết mà. Không có một người nào nói tôi đây qua đây tôi kiếm ăn, tôi kiếm ngủ, ngủ nhà tôi ngủ nhiều hơn, ngủ sướng hơn, ăn ở nhà tôi được ăn khỏe hơn, ăn thoải mái hơn, muốn ăn giờ nào ăn. Còn đây ăn là phải chờ đánh kẽn, bưng tô cơm vô ngồi cả buổi mới được ăn. Tôi chờ cả buổi rồi trước tưởng sao xin mời đại chúng co tay, tưởng được ăn, ai nhà co tay bưng bát lên để tiếp. Nếu mà mình sướng thì ở nhà mình sướng hơn rồi. Nhưng mà mình tới đây để mình làm cái việc đó. Như vậy thì rõ ràng đâu phải mình đi tới đây tìm những cái sung sướng. Và chính vì không phải tìm sung sướng cho nên cực chính là duyên tu. Tại vì tu mà đầy đủ tu khó hơn.
Khóa tu vừa rồi đó là ba gần 300 em phải nạp hết điện thoại, mua một cái thùng, đứa nào tới ghi danh xong xin cho cái điện thoại, bỏ vô cái ziplock đó ghi tên nó lại, giam điện thoại trong những ngày tu để cho mình một trải nghiệm mới. Bây giờ mình hỏng vô cái phone mình giống như mình thiếu gì gì đó, thiếu vitamin đó. Thì bây giờ thử, bây giờ mình không có. Mà cái đó không phải chỉ nói cái chuyện đó không. Bây giờ ví dụ mình quen ăn cay mà giờ bữa đó ăn đó không có ớt, mình ăn được không? Cũng được. Thì bất quá nó không ngon như là bình thường mình ăn, nhưng mà cũng không chết. Thế thì mình xong được ngày, mình lướt được cái đó, mình nói bây giờ tôi tập sống giản dị được, có thì hưởng, không có không sao. Thật sự trong cuộc sống này nó như vậy nhiều lắm. Hủy hình phi pháp phục, bỏ đi cái hình đẹp để mặc cái áo pháp. Chữ phi này là mặc, mặc cái áo pháp. Cắt ái từ sở thân, bỏ đi những cái ái ân, những cái thân thiết. Để làm gì? Để xuất gia hành Phật đạo, xuất gia làm người đi theo Phật, học hạnh Phật. Nguyện độ nhất thiết nhân, nguyện của mình là độ tất cả mọi người. Cái bài đó là bài kệ mà khi mà người ta ca ngợi người tu đó. Các vị mà hôm qua mà ba hôm trước mà được đi phủi tóc, người nào mà dám phủi tóc. Hồi sáng này có một em trẻ lắm, tóc dài đẹp lắm, dám cắt tóc. Trời ơi, không biết chị nó, bạn nó đứng khóc quá chừng. Nó nói nhỏ nhỏ qua nghe đó: "You spend 17 years to gain your hair." 17 năm trời nuôi tóc. Cái Pháp Hòa nói: "Trời ơi con, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc." Cái mặt mình xấu nó mới lâu, còn cái tóc mình nó mấy ngày à. Thà thử đó quý vị, không thấy không? Cái này nè, cũng có trung tâm mở để sửa. Chỗ nào lép bơm, chỗ nào ngắn kéo dài, làm đủ kiểu. Thì cái tâm nó cũng có trung tâm sửa. Mà trung tâm sửa cái tâm của mình chính là những ngôi chùa. Và những bác sĩ mà giao kéo chữa bệnh tâm mình là chính ở trong bếp. Ông bác sĩ đó, ông lên, ông mình lên nằm đó cho ông sửa, mình ông cũng phải dùng dao kéo vậy. Thì sửa cái mặt cũng dao kéo, thì sửa cái tâm cũng dao kéo. Quý vị nhớ cái bài thiền nấu ăn. Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Cách đây không bao lâu, khoảng chừng một năm hơn, thì có một vị hòa thượng đang ngày bệnh. Và có một hôm ngài chỉ cái đồng hồ với các đệ tử. Khi ngài chỉ cái đồng hồ xong rồi thì tay ngài làm vậy, chỉ xong ngài làm vậy, ngài không nói. Thì các đệ tử mới ngơ ngác và đoán cái ý của thầy mình. Thì cuối cùng có một người đệ tử đã đoán ra được, thầy muốn nói với mình rằng thời gian những ngày tháng còn lại của thầy không bao lâu nữa. Chỉ cái đồng hồ ra vậy. Sáng nào mình cũng tập thể dục đi ha.
Ngày mai bốn tay phải không? À, ngày mai đưa bốn ngón tay nhỉ. Cho nên ngày nào mình cũng phải tuyên bố: thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Để mình thấy rằng cái declare đó, cái tuyên bố đó, nó nhắc nhở mình lắm. Có những cái cuốn lịch á, khi mình xé một trang lịch á, thì ở dưới nó nói là còn lại 364 ngày. Xé tờ thứ hai, còn lại 363 ngày. Thì tự nhiên Pháp Hòa đi ngang cuốn lịch đó và thấy hay đó, hay lắm đó. Đó là một bài pháp, một câu thoại đầu. Còn lại mấy ngày? Thì trong một cái bài kinh mà Đức Phật nói, có những người đi tu vì muốn, nếu mình không thắng được cái ham muốn của mình, thì người đó sẽ có rất nhiều những nhu cầu. Và vì nhu cầu đó, cho nên người đó phải đi tìm mọi cách để có được. Có thể người đó dùng những cái kỹ thuật nào đó trong cái khôn khéo của họ để đi làm cái việc tìm những cái lợi dưỡng cho họ. Mà thật sự ra nếu ai vướng vào cái điều đó thì cũng không sao. Bất quá thì cái đường tu đó nó không đúng nghĩa, và nó không đưa mình đi tới được một cái bầu trời rộng lớn, thênh thang, thảnh thơi của một người tu thôi. Chứ không có gì hết. Không có ông Phật nào bắt tội lỗi gì mình hết. Anh muốn sống cái kiểu nào là do anh chọn. Tại vì bây giờ mà mình 800 người ở đây, 900 người ở đây, mình muốn sống kiểu nào là do mình chọn. Tại vì không ai kiểm soát mình được đâu. Chỉ nhắc nhở với nhau thôi. Thí dụ như mỗi ngày quý thầy lên: thưa đại chúng, quý vị đừng làm này, quý vị làm này đó. Thì thực hiện đúng cái tinh thần lục hòa là gì? Giới hòa đồng tu. Thấy cái gì cũng đúng phải chỉ. Sẵn nói luôn cái đường đi qua cái thang bên cái cư xá gì? Vững chãi hả? Thảnh thơi. Cư xá thảnh thơi, có những món hàng nó đang thảnh thơi, nó bay á, đi ngang kỳ lắm, cất đi mình tùy chỗ phơi chứ. Chỗ đó ông đi qua bà đi lại nhiều rồi, cái mé này mình đi xuống cầu thang ngó qua nó ngoắc mắt gì. Mà năm nào cũng sẽ có những cái món hàng nằm đó. Cho nên sẵn Pháp Hòa cũng nhắc đại chúng luôn, mình ở một trong một phòng với nhau rồi mình chịu khó gom lại mỗi phòng đủ một cái binh quần áo mình đem đi giặt. Giặt rồi sấy, rồi nếu muốn phơi là tìm chỗ nào nó khuất mình phơi. Chỗ nào có người đi tới lui ta thấy được mình không nên phơi. Có người thì quở mà có người thì tác ý. Thật ra mình tu mà mình phải tránh mọi cái duyên. Vậy con người mình rất là dễ bội giác hiệp trần. Mình đi vô trong này 10 ngày này là mình ráng dữ lắm để mình bội trần hiệp giác. Bội trần là cái gì? Đẩy cái trần ô, đẩy những cái trần tục ra để mình hiệp với cái sự tu tập giác ngộ. Cho mỗi ngày mà quý vị đi với chư Tăng, đó là một hình ảnh đẹp. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Được một ngày đi có một lần nha. Cả ngày mình đi quá trời luôn, mà mình đi nhiều ngã lắm. Có người đi tắt, có người đi nhanh, có người đi cái này, mà đi với tăng đoàn hiếm quá. Cho nên phải quý cái giây phút buổi trưa đắp y đi sau lưng quý thầy. Mình gieo duyên mà. Nếu mình không nhập cái đoàn thể này thì mình sẽ nhập vào đoàn thể khác.
Mà đoàn thể khác nó ở đâu? Có thể là bốn người trong phòng. Thôi mệt rồi, nằm nói chuyện chơi đi, có gì chế mì gói ăn cũng được. Tu hành không cần thiết đâu. Có một con ma nó kêu là thiên ma đó, nó giải thích với mình hay lắm. Ra đó làm chi? Kệ, nhường cho chúng người ta ăn cho ngon, cho no. Mình chịu cực khổ lỗ trong phòng ăn mì gói. Nghe có lý quá. Thiên ma nó nói đó, khi mình tu là sẽ bị tứ ma nó quấy rầy mình. Trong đó có ngũ quẩn ma, ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm con ma đó nó phiền mình. Ví dụ như ngũ quẩn này mà nó trục trặc là mình bệnh. Nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt, khó chịu, làm cho mình không muốn đi ra sinh hoạt, cũng là một loại ngũ quẩn ma. Cái đó gọi là bệnh chướng. Cái bệnh nó chướng ngại mình. Rồi mình hờn giận ai đó, mình không muốn lên tu nữa, gọi là phiền não chướng. Rồi mình cứ sống theo cái cách đó, gọi là nghiệp chướng. Và mình đã tu tập như thế nào, và những cái đó nó trở thành ra cái chướng của mình, thì gọi là ngày nào mình cũng nguyện tiêu tam chướng. Mà mình không biết rằng mình nguyện lạng chuyện, mà mình cứ đi theo với nó mình sống. Báo chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng. Khi nào mình đi tới hành động, chừng đó thành nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó che mình, nó ngăn cản mình. Cho ngủ ấm ma. Chữ ấm là gì? Khi mình dính mắc với nó. Còn cái chuyện mình có một cái thân thể này do đất nước gió lửa nó kết hợp là chuyện thường, gọi là ngũ uẩn. Khi mình khổ đau với nó, mình dính mắc với nó, thì cái đó nó trở thành ra cái ấm, cái chướng ngại. Ví dụ mình nói tôi tưởng đâu tới đây là một thiên đường, không ngờ kinh tế mới. Dạ thưa em, từ xưa đến giờ em chưa bao giờ khoe đây là thiên đường. Tôi tưởng đâu ở đây toàn là thánh với Bồ Tát, nhưng mà không ngờ trong này ma quá nhiều quá. Nhưng mà anh tiếp xúc được với ma quái, mà anh thắng được ma quái là anh tới Tây Phương. Cho nên á, cái tưởng của mình nó cũng là một cái làm khổ mình. Mình cứ nhận mọi việc nó như là, không có tưởng gì hết. Cho ví dụ như quý vị ban đêm mà đi, quý vị tưởng đâu còn có nấc thang nữa, hay là đã tới rồi, bước hụt cái chân trật cái mắt cá, thấy không? Thành ra khi nào mình đưa cái bước chân mình đưa sát xuống đất, chắc chắn rằng mình đã chạm được mặt đất mới dám bước đi. Còn có một nấc thang nữa mà đã tưởng là đã tới đất rồi, bước xuống cái là trật chân liền. Thành thử không lơi là được. Ngộ Đạt quốc sư á, 10 đời làm quốc, 10 làm cao tăng, 10 đời làm một cái người tu chân chánh, cho nên quan trái nghiệp chướng của ngài, đi theo ngài mà không làm được gì ngài hết. Mãi đến khi ngài bước lên chiếc ghế làm bằng trầm, ngài khởi tâm thỏa mãn. Giây phút thỏa mãn đó là cái giây phút mất phước. Thì cái oan trái đó nó đi tới, nó hành khổ ngài liền. Dễ sợ không? Thí dụ mình thuộc kinh cũng vậy. Tại sao mà mình thuộc kinh mình vẫn cầm? Có cái hay của nó. Tại vì thường mà mình mà thuộc kinh á, là mình bắt đầu sẽ tụng bằng một thói quen lơ là. Ví dụ mình tụng là thuộc là chú vãng sanh đi,
Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha, dạ đa dạ đa địa dạ tha. Chèo này nó không đúng ha. Mình sẽ tụng bằng cái thói quen đó. Nhưng mà nếu mình mở quyển kinh ra, Nam mô A Di Đà ta phát âm trong đó sao mình đọc, cái tâm mình vẫn duyên theo cái chữ đó, không có phóng. Thường thường là tụng kinh cũng hay mở bản, thì có những chỗ người ta viết cách khác. Ví dụ có chỗ để là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, có chỗ để là Đà La Ni, có chỗ là Kiết Đế, có chỗ là Yết Đế, có chỗ là Cu Lô Câu Lô, có chỗ là Câu Lô Câu Lô. Mình sẽ bị một thói quen thuộc của mình là tu rị. Nhưng khi mình tụng đúng cái bản in trong quyển sách đó không phải là cái cách phát âm của mình, thì Pháp Hòa thường hay giúp cho cái tâm mình trụ trong cái bài kinh đó bằng cách là dở ra, đọc đúng cái âm trong đó viết. Hễ đọc đó viết L là đọc L, mà ở trong đó R là đọc R, rị hay là lị vậy, đọc đúng vậy để chi? Để giúp cho cái tâm mình ở trong bài kinh đó. Đó là cái cách của Pháp Hòa. Dù có thuộc kinh vẫn mở bài để mình đọc cái câu đó. Thí dụ như quý vị tụng cái bài Lư Hương Xạ Nhiệt á, mà nếu in theo cái bản ngày xưa đó là Lô Hương Xạ Nhiệt, mở ra cái mình đọc theo thói quen. Nhưng không, bữa nay tôi đọc đúng cái này. Vòi vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Thí dụ vậy đó. Cho nên trong đó viết sao mình đọc đúng cái chữ như vậy, một phần giúp cho tâm mình định. Tại vì mình rất là dễ bội giác hiệp trần, tức là mình buông đi, mình bội, mình đẩy cái tỉnh ra để mình sống với cái mê. Cho nên thưa đại chúng, cái 10 giới mà quý vị thọ này, thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không dâm dục. Thứ tư, không. Thứ năm, không uống rượu, thêm phẩy cái hút thuốc. Thứ sáu, không son phấn trang điểm. Hôm nay có ai son phấn trang điểm không? Có phải không? Sương sương. Em đi ngang biết hết á. Có ai còn xài dầu thơm không? Ai nói không á? Em ngửi ra được đó nghe. Không son phấn trang điểm. Thứ bảy là không đờn ca sướng hát những bài hát trần tục thôi. Ví dụ mình có thói quen sáng ngủ dậy chờ đi washroom á, nằm trên giường, biết bao giờ trở lại Việt Nam. Câu đó em chưa về em hát mới linh. Ai về rồi hát hết linh. Mình chỉ hát những bài hát nào nó có tính cách hướng thượng cho mình, còn những bài nào mà sầu đau khổ lụy quá đừng có hát. Hát mình tưới thêm. Không đờn ca sướng hát. Thứ tám là không gì? Không nằm giường. Câu này hơi kỳ kỳ. Bây giờ người nào mà nằm giường cao nói không nằm giường rộng lớn. Còn người nào mà nằm ở dưới thì mới được nói không nằm giường cao rộng lớn. Cái giường cao mà ngày xưa người ta nói đó là không phải cái giường băng bét bây giờ kiểu bây giờ đâu. Cái giường đó nó nằm sang trọng của một vị vua. Thường thường mấy cái giường cao đó mình phải bước lên một cái ghế rồi mình mới lên được. Thỉnh thoảng có bà thấy ở đây người ta cũng nhà có những người, người ta còn nằm cái giường đó. Mình thì lùn chân thì ngắn.
Mà thỉnh thoảng đi giảng, Phật tử thỉnh tới nhà đó rồi ta thương quá, ta cho mình lấy cái giường đó, mình leo muốn chết. Có thôi thật là có bữa không có ngủ được, rồi thôi đi xuống dưới nằm luôn cho rồi. Tưởng đâu là mình tương tất mà thiệt sự là nó cao quá, leo không có tới. Mà muốn leo là phải đẩy cái nệm nó qua bên mới có cái thế để lên được. Giường cao rộng lớn là kiểu giường đó đó. Mà tại sao không cho mình ngủ giường lớn? Ở giường lớn sợ té hả? Hay quá. Thường thường mình ngủ cái giường mà nó rộng á, mà mền gối mà nó comfortable, nó dễ chịu quá, nó dễ cho mình khởi tâm ham đắm, cho nên không có nằm cái đó. Ngay cả người tu á, còn chuyện này nữa nha. Trong suốt 10 ngày này, nếu ai có những bộ đồ vạt hò, những cái áo bộ đồ bộ la hớn rồi đó, thức mình cũng mặc cái đó, đi ngủ mình cũng đắp cái đó, chứ không phải đi ngủ mặc nguyên bộ đồ bông. Tóc á không dám cạo á thì sáng chảy sương sương thôi, trời ơi tối về phòng còn làm hai cục hai bên. Có người đang thắc mắc why he know. Cái mình sợ xấu á, cả ngày đem theo cái cây, cái ống kẹp á, cái ống tóc á, quấn quấn tóc lên. Thật sự ra đó, cái đó là do mình thói quen thôi. Nhưng mà nếu mà gọi là mình gieo duyên đúng 10 ngày đó, những cái bình thường của một người đời á, không có lỗi gì hết, không tội gì hết. Nhưng mà nếu mình giảm được để mình gieo cái duyên trọn vẹn, sống một cuộc đời thiểu dục tri túc, đơn giản. Ngày xưa người xuất gia đi ngủ cũng không mặc đồ bình thường vậy, không mặc quần đùi, mặc áo thun, sợ móng tâm. Thậm chí mà ngủ là giường là kêu là cái đơn thôi. Đơn là gì? Là cái giường chiếc đủ một người đơn độc mà nằm, chứ giường double mình lăn thoải mái quá. Mình thoải mái là mình sẽ dễ ngủ, ngủ quên, ngủ vùi. Cho nên hồi xưa ta xài cái chữ thùy miên đó. Khi mình ngủ là năm căn nó ngủ, nó mê, tâm thức mình mê. Thí dụ như giờ mắt mình nhắm là mình ngủ sâu rồi, và ai có đưa gì qua mắt mình cũng không thấy, thấy không? Thì cái ý thức của con mắt cũng ngủ, cái căn nó ngủ đã đành, mà cái ý thức của nó cũng ngủ. Rồi bây giờ mình ngủ thì cái căn, cái tỷ căn của mình nó ngủ, thì cái ý thức của cái mũi mình nó cũng ngủ. Ai có đốt nhang, đốt gì mình ngửi cũng không được. Thật ra khi mình ngủ là năm căn mình ngủ, mắt, tai, mũi, miệng mình ngủ, và cái ý thức, nhận thức của nó ngủ. Hai cái đó ráp lại mới kêu là thụy miên. Căn ngủ và ý thức cũng ngủ. Ngủ mà sấm chìm như vậy đó. Cho nên cái bài kệ sáng ngủ dậy là thùy miên thỉ ngộ. Sau một cái giấc mê man rồi, thì cái giây phút khởi đầu của cái lúc mở mắt ra, cái đó đó. Thí dụ á, mình mở mắt ra kêu là thức. Thức thôi nha, chưa được gọi là dậy. Khi nào có người mình ngồi dậy mới được gọi là dậy. Cho nên thì nằm trên giường, bạn phone tới hỏi dậy chưa, nói dạ chưa, mới thức. Ta kêu thức dậy mà, cái giây phút mình mở mắt là mới thức à. Cái lưng, cái người mình ngồi chống lên gọi là dậy. Mình tu cũng vậy, khi mình ngộ đạo, hiểu đạo á, mới có thị giác thôi.
Và cũng may là nhờ có bản giác đó, cho nên nghe lời kinh tiếng kệ nó thúc giục vô đó, nó thị giác mình. Nhưng mà mình không có thường hằng giác để dẫn mình đi tới cái chỗ toàn giác. Bây giờ đại chúng à, hỏi chị đi, anh đi xa vậy để làm gì? Ai cũng nói tôi đi tu. Không có người nào nói tôi đi chơi hết á. Thành thử ra mới tỉnh được chữ tu. Nhưng mà thể hiện chữ tu trong 10 ngày này nữa chưa đủ. Có khi chưa có nữa. Thành thử mình ý thức là một mình thức á, ý thức là mình đi tu. Nhận thức là mình đi tu, ý thức là mình đi tu. Mà còn mình thực hành cái ý nghĩa mình đi tu phải cần nhiều công phu lắm. Quý vị đắp y quen chưa? Rồi, giỏi rồi đó. Năm nay Pháp Hòa nghe các ban khen dữ lắm. Nó năm nay khá lắm. Hồi chiều Pháp Hòa đi vô cái liều đó, Hòa đi một rảo. Xong rồi Pháp Hòa đi qua một cái khu vực khác. Thì có một vị mới nói, bữa nay, chiều nay sao ngộ lắm thầy. Bên liều bên này vắng bớt. Pháp Hòa mới nói, không có chuông, đâu có tỉnh. Tức là Pháp Hòa đã nhắc rồi, đại chúng đi qua bên cái liều lớn để ăn cơm. Thật sự nếu Pháp Hòa không quan tâm, Pháp Hòa không khe đâu. Quý vị muốn làm gì quý vị làm, Pháp Hòa nói chi cho mắc công. Nhưng mà tại Pháp Hòa không chịu nói. Quý vị đợi hết bao nhiêu công sức qua đây mà quý vị tu nó không đúng cái bài bản như vậy, Pháp Hòa thấy nó uổng đi. Mình được ngồi ăn với chúng, ăn với trên có chư tôn đức, dưới này bao nhiêu tăng thân ngồi, một cái năng lượng cả ngàn người, mà sự im lặng đó nó nuôi dưỡng mình ghê gớm vậy, sao mình không ở? Mình quan sống chi theo cái tập nghiệp bình thường của mình, cà phê cà pháo rồi ngồi nói chuyện, cái đó nó thuộc cái cảnh ở nhà mình cũng có vậy. Còn cái cảnh này nè, cái cảnh 1000 người ngồi ăn này nó không có nhiều đâu, nó chỉ có 10 mấy ngày thôi. Mà không gia nhập nữa, giờ nhập cái gì vậy? Vậy còn bà nhập thôi chứ. Còn bây giờ mình mỗi ngày chỉ có 3 lần đắp y thôi. Sáng công phu, trưa ăn cơm, chiều tụng kinh. Một ngày đắp 3 lần, 10 ngày đắp có 30 lần à. So ra với 1 năm 30 lần đắp y này không thấm. Mà nếu mà 30 lần này mà không cố gắng tưới tẩm nữa thì làm sao đất nước Pháp nó thấm vô đất tâm? Rồi thì nó giống như những cái giọt nước rảy rảy trên mặt cát vậy thôi. Uổng lắm. Trừ trường hợp Pháp Hòa nói vậy là trừ trường hợp có bệnh. Những vị nào bệnh, những vị nào có duyên sự khác. Giới luật rất là hay. Khai giá trì phạm đầy đủ. Những vị nào còn đủ năng lượng đi hội nhập với chúng nên đi với chúng. Không biết đại chúng có thấy đẹp, có thấy hạnh phúc không, có thấy vui không, chứ Pháp Hòa mỗi lần mà đứng ở đằng sau mà Pháp Hòa nhìn một cái hàng ở phía trước đi áo nâu đẹp, áo vàng đẹp, mà đẹp nữa là không có nói chuyện gì hết trơn. Có nhiều khi đi vậy nè, nó lén, không biết ổng có đi làm sao mà như vậy. Vừa nói dứt Pháp Hòa nói em đây. Có nhiều khi Pháp Hòa nói đi ngang mà nói thường thường nó lén hay bị bắt gặp lắm nghe. Hồi đó ở chùa cụ, ở trên chùa mình á, chùa Trúc Lâm á, mỗi tuần á thể Pháp Hòa ở nhà là Pháp Hòa giảng tối thứ bảy, thầy viện chủ ở nhà thầy giảng tối thứ bảy. Cái thời mà còn thay đổi vậy đó, có nhiều Phật tử lên cái không có biết là bữa nay thầy nào giảng,
Vậy mà Pháp Hòa đi ngang ở sao mà nhìn ra trước này á, mấy cô nói mà Pháp Hòa nhìn cái miệng và đoán được á. Có một cô có hỏi: tối nay ông nào giảng? Mà Pháp Hòa nói vậy ra tiếng để quý vị nghe đó, chứ còn mấy cổ hỏi nhỏ thôi. Ông nào giảng? Một bác khác nói: ông nhỏ. Bà kia hỏi: tối nay ông nào giảng? Một vị khác nói: ông nhỏ. Có nhiều khi Phật tử nói chuyện đơn giản vậy đó, toàn là kêu ông lớn với ông nhỏ không à. Có nhiều vị vô chùa nói: dạ con xin gặp thầy lớn. Thầy viện chủ thấy nghe thấy nói: trời ơi, mình phải nói họ nói lại chứ, mỗi lần thầy nghe vậy thầy tưởng ở nhà có hai vợ. Bà lớn với bà nhỏ. Mà thầy cũng dặn á, thường thường mà viết mấy cái nốt cho nhau mà hay là send những cái email á, thì mấy vị Phật tử thì hay viết tắt: kính bạch thầy trụ trì, viết tắt thầy viện chủ là TVC. Mà mỗi lần mà thầy gặp cái chữ VC là thầy dị ứng. Thầy nói làm ơn làm phước viết cái chữ viện chủ cho nó rõ. Thầy gặp cái chữ VC là thầy giật mình. Hiểu chữ VC không? À, thôi đừng hiểu. Đó là giới thứ 8, là mình không có nằm giường cao rộng lớn. Giới thứ 9 là không gì? Không ăn phi thời, không ăn mặn. Không ăn phi thời nghĩa là nếu như mình không có nhu cầu thì không nên ăn. Thí dụ như mình không có đói, không có cần phải ăn để uống thuốc, đừng ăn. Thật sự ra quý vị biết không, Phật là một bậc đại y vương, không phải là một thầy thuốc về pháp, về giáo pháp, mà Ngài còn là một người rất là biết về cái thân thể bệnh tật của con người. Phật nói ăn chiều nhiều chừng nào là bệnh nhiều chừng nấy, mà nhất là ăn khuya ăn tối. Đó, cho nên nếu mình không cần không ăn. Trừ trường hợp vị nào cần ăn để uống thuốc. Nhưng mà khi mình uống ăn để uống thuốc á, là mình ý thức rằng cái món ăn này là thuốc chứ không phải là ngon dở nữa. Cho nên cái lời quán nguyện thứ tư là đây chính là thuốc để trị bệnh khô gầy. Lương dược vị liệu hình khô, lương dược là thuốc tốt. Thứ 10 là không cầm giữ tiền bạc. Đây là nói cái trường hợp là mình ôm ấp bảo thủ, chứ còn mình đi này ai em có tiền. Thì mà nếu mà nói vậy, thế giới này không lẽ tôi dục tôi quan đâu chỉ. Nhớ ai giữ giới này kỹ, bỏ đâu nhớ báo hay nghe. Thật sự ra thưa đại chúng, đây là 10 giới căn bản của tất cả các vị xuất gia, chứ không phải chỉ riêng của Sa Di. Còn cái chuyện mà tỳ kheo giữ bao nhiêu giới, tỳ kheo ni giữ bao giới đó, đó chính là tùy theo mỗi trường hợp xảy ra và Phật chế luật. Còn căn bản giới luật để giữ người tu trong khuôn chính là 10 cái giới này. Quý vị nhớ vậy, 10 giới căn bản nhất của tất cả những người tu, tu bao nhiêu năm không cần biết, mà 10 giới này chính là nền tảng của các vị xuất gia. Các vị muốn được giải thoát. Thôi tối hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng để gọi là nhắc thêm về cái chữ hảo tâm xuất gia. Vì mình là người có tâm tốt muốn đi tu, chứ không vì bất cứ cái lợi dưỡng, cái danh vọng nào hết. Cho nên những gì không xứng ý, không như lòng, không phải là cái mình muốn. Thì chính không phải cái mình muốn thì không phải sợ nữa.